đi ra ngoài trong một đội đó, toàn những thằng tóc dài, đẹp trai, tóc dài, vuốt tóc kiểu hot đi. Tự nhiên lạc đâu ra cái thằng mà chả có tí tóc nào. Thằng nào mà quên bố mày cũng bị đập cho mày phát rồi. Tao không tóc thì sao? Anh em mình có tóc mất kêu. Nhưng mà từ lúc tóm lại là những người không có tóc thì đừng chê. Đéo. Không có cậu nào thì thấy. Đen thì như củ tam thất. Thế. Nhưng mà anh ấy có tóc anh ạ. Anh ấy có tóc. Tao cần gì có tóc. Người ta có học thức, người ta có tóc. Dựng. Mày bảo bố mày không có học thức á. Chó này. Thế bố bảo cái gì mày như củ tam thất. Thì mày không đen như củ tam thất à? Mày chỉ là con nhậm tao thôi. Tao không có con đẻ đen như mày. Đen thùi lui. Đen đen đéo đéo nhìn thấy tổ quốc đâu. Con này 50 nhá. Làm cái gì đây? Pháp rồi. Đang kiếm tí. Mấy điểm? 8 điểm. 4 điểm. Uy dậy. Bỏ. Gì? Không chơi. Không chơi bài ở đây nữa. Đây em chỉ cho các bác áp này có cả liêng cả bác cây đang chơi luôn. Đâu? Đây. Lại rồi mới bạn đi. Cất cho bà đi. Trời ơi. Thì cứ đưa đây đi. Trời đây bảo em kiếm tiền này. Chân này kiếm tiền nó uy tín. Xem nào. Ráp ca win 68 con cổng bên ngoài nha, có ba cào ba cây tài xỉu. Ui, ba cây này thấy chưa? Chơi nào em đi. Mà không đĩa luôn. Ui. Làm tí gọi là ấy đi. Tay vào test thử game cho mà xem này. Ai làm tí gì bây giờ nhỉ? Chơi cái gì lắm, dễ kiếm tiền này, chơi xì bồ à? Ừ, tránh mẹ xì bồ. Chỉnh đấy. Nói này mày bắt mà. Nói chung là em sẽ đánh chặn 1 triệu đi. Ui, bánh mất 1 triệu. Còn lẻ 100 đánh nốt, triệu nốt cho chất. Thế này anh em mình đánh mãi, từ vừa lại anh với thằng Mẫu chơi mãi được mấy chục. Anh em nhà phải kia đi kiếm tiền này. Đấy, 6 rồi này, chặn này. Ôi như này là được ăn này, tiền cộng luôn này. Ui tiền vào nhỉ. Đánh vào đây nha, nó còn ăn 15 này. Nhưng mà chắc game vớ vẩn chắc gì đã rút được. Tiền đây, ra đây giới thiệu cho ở đây, làm hai bán thử đây. Nó có cả phần sự kiện này, vào đây báo danh ngày nha để nhận xu miễn phí này. Xua đi à? Xua đi luôn. Xua xẻ nha, xẻ cho anh em Facebook Zalo nha, được 3.000 xu. Ta chia sẻ nhiều quá không nhiều, không mất tiền gì luôn. Muốn lấy code không? Có chip code này, code em sẽ đặt link ở dưới phần bình luận kênh em ấy. Có nhóm AD ấy, vào đây xin ra code nhá. Người ta cho luôn, đấy. Đây thì muốn chơi với em phải đầu tư nạp tiền và nạp tiền này. Rất nhiều cổng nạp luôn, nạp siêu tốc này, thẻ cào này, mobile này, Zalo này, Viettel này. Quy là mình kinh nhá. Mà lạc có nhanh không? Nạp rút là 1 nhà cái hôi phí, 1 phút là nạp phát tiền vào luôn. À thế gì? Ai vào đây, đi nạp tiền phải có đổi thưởng này, đổi thưởng này. Đây, bình tĩnh. Tôi để rút là 50.000 nhá. Có 3 tài khoản, điền kết vào đây sẽ rút tiền này. Mới rút tiền ra về rồi, nhanh lắm. Và tài khoản tiện nhỉ? Rút luôn 1.5 triệu cho xem này. Còn lại để cho làm chặt nhé. Rồi. À, đây em vừa em chơi xong rút này. Đang kiểm tra 2 củ. Ui, vừa rút 2 triệu vừa rút xong. Đây, thành công đấy đi. Uy tín đấy. Nắm cái link tải của game này em sẽ đặt ở phần bình luận kênh của em ấy. Vào đấy tải game về và xin code người ta thì vào cái, em để cái nhóm link ở dưới bình luận luôn. Chơi mới làm gì đúng không rồi nhá. Ô cảm ơn nhá. Ok. Tôi Tiến chào Mào, chào mọi người nhá. Tiếp chào Mào dành nhau nhá. Hello chào anh em. Ok mọi người. Ê, chào mừng anh em đến video tiếp theo của anh em mình. Thì mọi người trên, mọi người thấy quả đầu tóc của anh em mình mọi người biết rồi đấy. Anh em tôi là người đang chạy theo cái phong cách của 2024 chứ không phải 2023 cơ. Mọi người biết mai là gọi là ngày, gọi là tháng mới của tao cười đấy. Anh em thấy chưa, chất như bất nhược. Anh em nhìn lên mũi là chiến được hai tối là đi biểu diễn anh em. Ôi nói chung là không liên xuyên gì nữa anh em ạ, là anh em tôi, anh em biết làm tóc này để vào kia làm gì đấy. Thì là hôm nay anh em tôi sẽ tập trung vào chuyên môn, bây giờ là anh em tôi vào và thực hiện video cho anh em xem nhá. Anh em nhớ là nó xem video nhá. Ok mọi người. Anh dựng nước đi cho giống bọn em, lấy gôm cho bố mày đi. Dựng nước đi cho giống bọn em mày. Trong nhà rồi. Anh à, cái dê ơi. Thế này thì gọi là gì nhỉ? HKT. HKT hả? Vâng. Nhưng mà HKT chỉ là đàn em thôi anh hiểu không? Đây là HKT anh, còn HKT kia là HKT em. Đây gọi là HIV. Chào mọi người. Xin cho em coi nữa. Để em coi nó vuốt. Nhưng mà anh thấy tóc bọn em đó. Em qua này lấy nhanh cho bố em xin cái. Đỉnh không? Anh đi đỉnh không? Tao cũng chóp luôn. Quá đỉnh luôn. Chê đi, không được nhỉ. Chê. Quá đỉnh. Công nhận nhỉ. Con bị bò niếm mà vẫn vuốt được à?
chào ấm. Nhưng chào này là nói luôn đi, nhưng mà đi nhìn anh em mình đi tóc này ra ngoài đường ấy, người ta cứ nhìn thôi nhỉ, kiểu hot quá, đẹp trai kiểu quá đẳng cấp luôn. Mới lại nhờ người ta nhìn phát biết dấu hiệu của mùa xuân. Lên lên cho lên màu ấy, cho trò gì cho lên màu ấy, la bắn keo này, anh vuốt lên. Mày điên à, mày làm cái gì đấy, mày vuốt lên nhỉ, làm cái tóc không lên nhỉ, anh vuốt màu lên như bọn em ấy. Vuốt nào, vuốt lên, vuốt kiểu gì, không có tóc vuốt kiểu gì. Thế thì bảo là phải nuôi tóc đi. Mà này, tóc bên mọc được đâu mà nuôi. Nuôi đi ấy, anh thấy bảo là anh chuẩn bị mua tóc giả. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Chán chán đi vào cho nó hợp độ ấy. Không đi đâu ăn cỗ ấy kiểu. Nếu mà bọn em có nhiều tiền thì tặng cho anh tóc giả, thành nghèo ước luôn. Đầu nấm có mấy triệu bộ tóc thôi. Tối nhá, tao bảo nhá, mấy thằng chạy xuống cái chỗ đối ngô ấy. Thằng gì anh? À không, ra cái chỗ ở đối ngô, ở cái chỗ mà nó đổ rác ấy. Có tao thấy mấy cái đồng la canh. Cái đấy cho rẻ. Cho rẻ, không rẻ. Công bọn em tiền, bọn em làm được mà. Nói chung úp vào đầu ấy, dán vào đấy là được. Đổ keo à. Không, giờ anh em đi kiểu đi ra ngoài. Sao thành thế nhỉ? Rõ ràng trong này đi ra ngoài trong một đội đó. Toàn những thằng tóc dài, đẹp trai, tóc dài, vuốt tóc kiểu hot đi. Tự nhiên lạc đâu ra cái thằng mà chả có tí tóc nào. Thằng nào? Quên. Bố mày cũng bị đập cho mày khác rồi. Tao không tóc thì sao? Anh em mình có tóc vuốt kiểu. Nhưng mà từ lúc có quả tóc này đẹp. Quát ra đây bảo. Tự tin ra đây. Ra sao đây? Anh ra sao lông của anh mới này làm này. Nào vuốt quả em tao mà muốn à? À chồng mà muốn à? Chỉ thấy tôi mặt thôi. Được. Yeah. À, đi chả. Xịt vừa. Tao phải đổ. Đổ tao. Anh thấy củ nghệ không? Khoáng nghệ luôn. Nghệ cả vườn luôn. Thế sao? Đấy. Mà này. Tao đi biết tí nữa gọi nó xuống làm cho bây giờ. Bi. Cho về ấy. Xuống anh bảo. Bi. Xuống anh bảo. Xuống chú bảo. Nhanh. Lên. Xuống chú bảo. Nào bắt quả trà màu đẹp hơn. Anh vừa anh có trà màu rồi. Nhanh lên. Chú anh ơi, tên nhất nơi cũng phải thay đổi phong cách đi. Mày đừng theo bố mày, hiểu không? Này, này. Gì? Là anh vuốt cho. Tí tuổi vuốt cái gì cho nó à? Vuốt anh. Anh vừa anh bảo là tóc của em đẹp. Thì bây giờ em muốn làm đẹp cho con trai anh. Còn kêu cái gì? Dám mắt vào. À, vuốt đây. Hơn cái trai hơn cả bố nó. Bố nó tuổi gì? Tuổi em con. Bố nó thua nó nhiều. Đấy. Màu lên, màu luôn. Màu luôn, bây giờ nghe cả vừa. Còn con trai có cái mô cho màu đấy. Bố mày cứ gọi mày bằng tạm quyền. Thấy chưa, anh thấy gì chưa? Thấy chưa, tao. Chắc chưa, chắc chưa. Cứ kìa, nghe cả vừa anh. Chưa. Đây, xin giới thiệu đây là HKTM. Đây. Anh là HKTM anh em đó. Bi. Bây giờ đi thử đà và tóc này, đi biểu diễn quả thời trang, đi lại xem đi. Nó có chất được chất luôn nhỉ? Ok luôn. Đấy à. Đấy. Quan này. Đấy. Đâu đi hả? Nào chưa? Bảy tỏa chưa? Con là... Lên hàng. Chiến hàng đúng không? Chiến hàng. Đẹp. Ghém thêm cái gô nữa vào. Rồi. Anh vuốt. Cả nhà thế rồi anh phải. Nói chung này, thằng bé nó như thế này, nó đã biết chạy theo cái phong cách của 2023 rồi. Mà những cái thằng này, Tuấn cái quay anh bảo này. Đấy, đây, thằng bé như bố này bố ra cho bố mày nào. Đấy chứ. Ngầu. Này chất không? Chất liệt. Quá chất nhỉ. Giống y bố hồi trẻ. Nghe. Đây tao cái ảnh thế này. Trước tao chả dựng màu như thế à? Đây. Đâu? Đây. Đây không màu là gì đây? Chúng mày xem đi. Nhìn này năm xưa rồi lại. Nhìn tóc giả. Nhìn này mày kêu trò màu. Đâu? Nhìn này. Trông như cái đầu ấy. Mà cái màu nó chẳng câu cái màu thì nó là sao? Lai đi. Đẳng cấp bằng cái màu. Cái này trò màu đột biến. Con chẳng chẳng như này nữa anh ơi. Chẳng ở lai này là xem cái thằng đéo gì trong phim mà tao cũng có một cái tròm tròm. Du Thiên, Idol Du Thiên nào ấy.
Thôi nói chung anh ạ, 2023 đến nơi rồi. Thôi rồi, diễn viên này đi vào. Diễn viên này đi vào. Đi đi vào. Chú cũng làm việc. Đi là dẫn đi thằng gái. Chết luôn. Chết ra đường. Chết. Gái mông theo. Chết nhờ. Chúng nhiều khi là không cái kẻ chúng mày chuẩn bị đi cỗ đâu à? Thằng nào cũng vớt keo đầu trong mao gì cả. Người ta chạy theo phong gì nhở, gì cần chéo nhở, kia là gì? Mô ly cần chéo ơi, cái gì chéo cái mỏ. Nói chẳng câu là thế này, chứ đầu đi kiểu không có tóc ấy. Nên chả bao giờ cập nhật mẫu tóc gì là cái kiểu nữa. Năm nay chả mẫu này mẫu gì, mẫu kia mẫu gì. Đây, chả mà biết hốt. Thấy chưa? Chúng mày cắt tóc nốt cho còi đi để vương lấy. Có đâu, đây tóc này không có đâu, đây gì để cái gì à? Xả tóc ngang vai, hiểu không? Nhưng mà mày, chúng mày nhìn không? Nhìn trông xấu không? Người thì ngắn nhưng để tóc thì dài. Nhưng mà em có thích đẹp. Đúng rồi, em có thích đẹp. Tóm lại là những người không có tóc thì đừng chê, hiểu không? Không có cọng nào thì đấy. Đen thì như củ tam thất. Thế. Nhưng mà anh ấy có tóc anh ạ. Anh ấy có tóc. Tao cần gì có tóc. Người ta có học thức, người ta có tóc. Dựng. Mày bảo bố mày không có học thức cả. Thế chó này. Thế bố bảo cái gì mày chứ củ tam thất. Thì mày không đen như củ tam thất à? Mày chỉ là con nhậm tao thôi. Tao không có con đẻ đen như mày. Con nói thật. Đen thùi lui. Đen đéo nhìn thấy tổ quốc đâu. Nhưng mà bố em vẫn thích đẹp. Vẫn thích đẹp. Em vẫn thích đẹp. Khán giả vẫn khen chất. Thế khán giả nó khen chất bố ở cái chỗ nào? Chết là chỗ nào? Đầu chọc. Ôi gì dài đâu? Chọc vào đâu? Hai mươi ba đến đít rồi, thay đổi cái tóc. Không ai để đầu chọc đâu. Mùa hè em thấy những người ta mới để đầu chọc đây. Mùa đông rồi, này, lạnh rồi. Ủa, con có cảm ơn lông. Con thích chọc cũng được, mà thích tóc cũng được. Bố không mà, bố kém phân con ở đấy. Bố không mà làm được điều đấy. Bây giờ bố để tóc nó. Tóc như thế được. Đâu đi đâu lại mấy thằng là lồm chồm như ba cái sợi lông. Ơ, cái gì đây? Con mày dài nhỉ? Mày ốp mày cả, mày chết rồi. Này, anh không có tóc, anh nên ghen tị à? Ơ, buồn cười. Nó nói đúng rồi, nói thẳng luôn cho bố là cái cương vị của con bố chỉ hơn nhau 6 tuổi thôi. Nó chỉ bằng phân cho bố ạ. Cút. Anh em mình phong cách cho nó phải... Thôi, chúng mày biến đi. Biết rồi, tóc đẹp rồi. Điên cô hay đi chơi đâu đi. Phong cách sở tai 2023. Hơn anh em mình hơn nhau ở cái chỗ này. Người không có tóc ấy. Là không biết chạy theo kiểu mẫu tóc đẹp. Không biết vũ tóc hot, hiểu không? Này, người ta sản xuất keo ra để vũ tóc ở đây. Không biết dùng keo. 2023 rồi còn đi để đầu cho mạo. Đấy, cái loại ngu, loại đúng đỉnh đấy. Anh cái này anh ngu, anh như vậy là ngu đỉnh. Mẹ mày bảo anh. Thế là em nói cho anh suốt ngày anh không có tóc. Anh chỉ gọi là vào anh xem mấy cái tin tức gọi với bao mà không xem gì gọi là đâu. Biến là cút, cái cơm này nó đang cơm. Đó, đấy cơm. Ngu, anh cứ đi bảo người khác ngu. Thật ra là anh ngu thật. Cái gì? Trời ơi, biết mẹ.